Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, vừa mới quay đầu tăng điểm vào phiên 25 tháng 6 thì phố Wall đã rơi vào sắc đỏ. Kết phiên giao dịch ngày 26 tháng 6, tất cả các chỉ số của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm sau khi có công bố dự báo cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất sớm hơn dự báo. Cáo buộc ngân hàng Barclay gian lận trong giao dịch chứng khoán cũng là một nguyên nhân khiến phố Wall đỏ sàn. Các phiên giao dịch ngày 26 tháng 6, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm hơn 0,1%, chỉ số Nasdaq dao động không đáng kể nhưng cũng đã chìm vào sắc đỏ âm 0,02%. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, ông James Bullard, chủ tịch cục dự trữ liên bang St. Louis cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong quý 1 năm 2015, trong khi phần lớn giới đầu tư cho rằng lãi suất sẽ tăng vào cuối năm nay. 6 trong 10 nhóm cổ phiếu của S&P 500 giảm điểm, dẫn đại giảm là nhóm tài chính với mức giảm 0,3%. Cổ phiếu của Barclays niêm yết trên sàn Mỹ giảm 7,4%, còn gần 15 đô la sau khi tổng dựng lý bang New York đệ đơn cáo buộc Barclays có hành vi gian lận trong giao dịch chứng khoán. Sự sụt giảm của Barclays kéo theo đà giảm của các ngân hàng châu Âu niêm yết trên sàn Mỹ, điển hình là UBS và Credit Suisse. Trước khi đó, hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đã quyết định niêm yết trên sàn NYSE tránh được một loại cái đối thủ mạnh trong ngành trên sàn Nasdaq. Có khoảng 5,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn so với mức trung bình 3 tháng. Trong phiên giao dịch đầu tiên sau IPO, cổ phiếu của hãng sản xuất thiết bị điện tử GoPro đã tăng vọt so với mức định giá ban đầu. Giới đầu tư đang đặt cược lớn vào hãng công nghệ nổi tiếng nhờ dòng máy quay thể thao du lịch đình đám. Nhưng điều đó không có nghĩa là GoPro không gặp rủi ro. Trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, cổ phiếu Google Pro được định giá 24 đô la. Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này đã tăng giá 30%. Giá trị vốn hóa của Google Pro hiện đạt 4 tỷ đô la, dự kiến doanh thu cả năm lên đến gần 1 tỷ đô la. Chúng tôi không thể chắc chắn 100% rằng doanh thu của hãng này sẽ tăng trưởng xuôi chiều mắt máy trong tương lai, nhưng nếu hãng có thể giữ được mức tăng trưởng 20% hoặc hơn, thì rất tốt những đoạn phim quay được từ camera đeo gopro đã tạo nên một sự bùng nổ trên internet trong ba tháng đầu tiên xuất hiện trên youtube đoạn phim đầu tiên đã thu hút hơn một tỷ lượt truy cập tuy nhiên giới chuyên gia vẫn đưa ra nhận định mang tính cảnh báo thu hút được nhiều lượt view là một thành quả đáng mừng nhưng đây sẽ không phải là yếu tố duy nhất khi xem xét chuyện thành bại của gopro vấn đề là hãng sẽ lèo lái tăng trưởng như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành công nghệ luôn rất gây gắt Giới đầu tư đã đạt triển vọng quá lớn vào hãng này, trong khi với những dòng sản phẩm mới chưa chắc hãng sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt trong tương lai và cũng chưa chắc không có đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Dù rủi ro như thế nào thì với đà thắng thế trên thị trường camera, GoPro đã lên kế hoạch mở rộng thị phần, hiện hơn một nửa doanh thu quý 1 đến từ thị trường quốc tế. Thưa quý vị, hãng xây dựng lớn thứ hai nước Mỹ Lenner vừa báo cáo mức tăng doanh thu hàng quý lên tới 28%, lượng đơn đặt hàng tăng 8%. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy lực cầu tích cực từ thị trường bất động sản đang phục hồi. Trong quý tài chính thứ hai kết thúc vào ngày 31 tháng 5, doanh thu của Lena đạt 1,8 tỷ đô la, tăng so với mức 1,4 tỷ của quý trước, nhờ vào giá bán nhà cao hơn. Tuy nhiên, điều này không khiến giới đầu tư thực sự hoan hỷ, bởi vì sự sụt giảm trong hoạt động tái cấp vốn và tình hình cho thuê căn hộ ảm đạm đã khiến lợi nhuận của hãng không tăng so với quý trước. Lợi nhuận ròng giữ ổn định ở mức gần 138 triệu đô la, tương đương hơn 60 cent một cổ phiếu, trong quý này, hãng đã bàn giao gần 5.000 căn nhà, tăng 12% so với quý trước. Lượng đơn đặt hàng tăng lên hơn 6.100 căn. Đại diện Lena thừa nhận tình hình kinh doanh trong mùa xuân không được như dự báo, nhưng với lượng đơn đặt hàng tăng 8%, nhiều khả năng đạt phục hồi của thị trường bất động sản sẽ tăng tốt trong thời gian tới. Cổ phiếu của Lena tăng ngay khi mở phiên. Tính từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng 5%. Báo cáo doanh thu của Lena chỉ cách một ngày sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy doanh thu nhà mới trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Ngày mai sẽ có báo cáo của KB Home, hãng địa ốc lớn nhất nước Mỹ. Sau khi công chúa Cristina của Tây Ban Nha bị buộc tội tham nhũng vào hôm thứ Tư, người dân nước này đã yêu cầu tòa án xét xử bà Cristina một cách công bằng như bao nhiêu người dân bình thường khác. Vào hôm thứ tư 25 tháng 6, tòa án thành phố Palma de Mallorca đã công bố kết quả điều tra cho thấy, công chúa Cristina và chồng bà, một cựu cầu thủ bóng ném Olympic, đã có hành vi trốn thuế và rửa tiền. Nếu bị truy tố, công chúa Cristina sẽ là nhân vật đầu tiên trong hoàng gia Tây Ban Nha bị đưa ra xét xử hình sự. Chuyện này là bình thường thôi, dù là hoàng gia hay thường dân thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật một cách công bằng. Nếu có chứng cứ buộc tội bà ấy thì bà ấy phải bị xét xử thôi, không hơn không kém so với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhiều người dân Tây Ban Nha lại tỏ ra mệt mỏi với những chuyện tham nhũng tại nước này, thậm chí có người còn nghi ngờ kết quả điều tra. Chúng tôi toàn phải trả giá cho những chuyện chúng tôi không làm, thật là phiền phức. Những thành phần cốt cán của nước này hãy làm gì sai đều được khoan hồng, để rồi hậu quả đổ lên đầu người dân. Tôi chẳng muốn nghe hay nói gì về chuyện tham nhũng nữa chồng của công chúa Cristina, ông Inaki Udanarin bị buộc tội biển thủ hàng triệu euro công quỹ và những hoạt động kinh doanh phi pháp. Kết quả điều tra được công bố chỉ một tuần sau khi em trai của công chúa Christina, hoàng tử Philip lên ngôi vua và hiện là vua Philip Đệ lục của Tây Ban Nha. Ông từng hứa hẹn sẽ thực thi một chế độ quân chủ trung thực và minh bạch, trong khi uy tín của hoàng gia nước này đang ngày càng sa sút sau nhiều sự cành đàn. Thưa quý vị, hôm 24 tháng 6, Liên hiệp các nghiệp đoàn khai khoáng và xây dựng Nam Phi đã ký các thỏa thuận có giá trị 3 năm với 3 công ty sản xuất bạch kim lớn nhất nước này nhằm chấm dứt cuộc đình công đòi tăng lương của hơn 70.000 công nhân mỏ trong hơn 5 tháng qua. Mặc dù đã trở lại làm việc nhưng mọi thứ vẫn còn lộn xộn và phải mất một thời gian khá dài, các mỏ mới hoạt động bình thường như trước đây. Như trước mắt, các công nhân tại mỏ Lonmin ở Marikana đang được hỗ trợ về mặt y tế. Nhìn chung, tinh thần làm việc của các công nhân mỏ dường như đã khá hơn. Trong thời gian này, chúng tôi phải làm việc cực lực hơn, làm tới chừng nào không còn làm được nữa thì thôi. Cuộc định công kéo dài hơn 5 tháng qua của 70.000 thợ mỏ được xem là cuộc định công dài dẳng nhất trong lịch sử ngành khai khoáng của Nam Phi, khiến các nhà sản xuất bạch kim của nước này thiệt hại hơn 2,25 tỷ đô la Mỹ doanh thu Trước mắt chúng tôi phải đối mặt với nhiều thách thức. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể làm được gì vì chưa xuống được lòng đất, chưa có tín hiệu tốt nào cả. Vì thế đây chưa phải lúc để ăn mừng. Đình công cũng làm trì trệ ngành công nghiệp ô tô bởi vì bạch kim là nguyên liệu chính để sản xuất bộ chuyển đổi khí thải xuất phát của ô tô. Ngành khai thác bạch kim phải tái cấu trúc mới có thể lấy lại doanh thu. Vì thế sau cuộc đình công này, các nhà sản xuất cũng phải tái cấu trúc, đặc biệt là phải cắt giảm chi tiêu theo thỏa thuận với liên hiệp các nghiệp đoàn khai khoáng và xây dựng Nam Phi, AMCU, tất cả các công nhân mỏ sẽ được tăng 20% lương một năm và tăng trong vòng 3 năm. Không những thế, Lonmin phải cam kết không được cắt giảm việc làm trong suốt 3 năm, nhưng trong tương lai điều này vẫn có thể xảy ra. Trong thời gian tới, nền kinh tế của Nam Phi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức bởi các cuộc đình công tương tự như thế này. Quý vị, sau hành vi cắn Giorgio Cellini, tiền đạo Luis Suarez của Uruguay đã phải nhận án phạt kỷ lục từ FIFA. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem án phạt này ảnh hưởng như thế nào đến tài chính của một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất hiện nay. Trong trận Uruguay gặp Ý vào ngày 24 tháng 6, tiền đạo Luis Suarez bị cáo buộc đã cắn hậu vệ Giorgio Cellini của Ý. Kết quả FIFA quyết định treo dò Suarez 9 trận. Các nhà tài trợ của Lee Suret như Adidas và AAA Poker hẳn ý thức được những rủi ro từ quyết định này. Rất nhiều cầu thủ trước đây đã gặp rắc rối với các nhà tài trợ, chẳng hạn như Tiger Woods thì vướng vào bê bối tình dục hoặc tiền đạo Wayne Rooney cũng có rất nhiều vấn đề. Lần này, Luis đã phải trả giá cho những thiệt hại nghiêm trọng mà anh đã gây ra. Đây là vụ cắn người thứ ba của Suarez. Mức phạt 100.000 đô la chỉ đáng vài ngày lương của anh, nhưng FIFA còn treo dò chính trận và cấm anh tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 4 tháng. Mọi hợp đồng giữa nhà tài trợ và cầu thủ đều có điều khoản được phép đơn phương chấm dứt nếu có sự cố. Các nhà tài trợ đang e ngại vụ việc lần này ảnh hưởng đến uy tín của họ. Đó là chưa kể sự nghiệp của Suarez ở Liverpool cũng đang lao đao. Anh vừa ký hợp đồng trị giá 75 triệu đô la với Liverpool trong vòng 4 năm rưỡi, tương đương mức lương 270.000 đô la một tuần. Ngoài ra có tin đồn cho rằng một câu lạc bộ châu Âu đang ra giá 80 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo này. Nếu tin đồn là đúng thì có lẽ câu lạc bộ đó phải cân nhắc hoặc hạ giá hợp đồng. Hiện Suarez phải đón xem trận tiếp theo của Uruguay từ quê nhà, nhưng nếu thiếu vắng tiền đạo 27 tuổi này, giới bình luận cho rằng đây sẽ là một áp lực đối với tuyển Uruguay. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin fbnc. Quang Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.